các bạn với lần đầu tăng huyết áp đến khám thì bác sĩ sẽ làm khá là nhiều xét nghiệm. Nếu với những người trẻ, ví dụ dưới 40 tuổi hoặc dưới 35 tuổi mà bị tăng huyết áp thì bác sĩ sẽ phải cố gắng làm thêm cái tìm những xét nghiệm tìm nguyên nhân. Bởi vì những người trẻ thì có thể tìm được nguyên nhân và tỷ lệ tìm nguyên nhân thì người trẻ thì cao hơn. Nhưng thực tế các bạn phải nhớ rằng là chỉ có 5% có thể tìm được nguyên nhân thôi, 95% là không có nguyên nhân gì cả. Và khi không tìm được nguyên nhân gì thì chúng ta chấp nhận đây là tăng huyết áp vô căn và chúng ta sẽ phải dùng thuốc. Việc dùng thuốc Tây y, thuốc hạ huyết áp là cực kỳ quan trọng. Và việc tiếp theo là tuân thủ điều trị. Cái việc lựa chọn cái thuốc phù hợp với bản thân mình là cực kỳ quan trọng. Về dùng thuốc thì uống thuốc gì để hạ huyết áp thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc, từ thuốc rẻ đến thuốc đắt, từ nước Tây ta tàu đều có hết, rất nhiều loại. Và bạn ra hiệu thuốc bạn có thể mua thuốc được ngay. Tuy nhiên lời khuyên của bác sĩ thì chúng ta không nên tự mua thuốc uống, bởi vì để kê một đơn thuốc cho một bệnh nhân sử dụng lâu dài, bởi vì chúng ta đều biết là huyết áp là bệnh chúng ta phải uống lâu dài. Một viên thuốc kê cho bệnh nhân thì bác sĩ sẽ phải cân nhắc hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề là phù hợp là cái gì. Thứ nhất là chúng ta phải phù hợp về vấn đề kinh tế, bởi vì dùng thuốc huyết áp là dùng thuốc lâu dài và đa phần là dùng thuốc suốt đời. Có thể các bạn chấp nhận một tháng bỏ ra 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, nhưng mà trong vòng 2-3 tháng thì ok, nhưng mà trong vòng ví dụ cũng có mức tiền đấy nhưng bỏ ra trong vòng 1 năm, 2 năm, 10 năm thì lại vấn đề khác. Cho nên chúng ta phải xác định được cái mức kinh phí chúng ta để bỏ ra được để điều trị tăng huyết áp. Và chúng ta có thể trao đổi thẳng thắn với bác sĩ, và tôi chỉ có thể một tháng bỏ ra khoảng 500 nghìn điều trị bệnh tăng huyết áp thôi. Thì bác sĩ sẽ lựa chọn những thuốc phù hợp. Và vấn đề tiếp theo là vấn đề hiệu quả. Khi đã phù hợp rồi nhưng mà hiệu quả nó không mang lại như mình mong muốn, thì sau một thời gian điều trị, ví dụ như thông thường các bác sĩ kê 1 tháng và tư vấn các bạn theo dõi sát huyết áp hàng ngày, sau 1 tháng các bạn nên gặp lại bác sĩ để bác sĩ xem là hiệu quả của cái thuốc đấy đã như thế nào. Mặc dù là rất phù hợp với bạn, với điều kiện kinh tế của bạn, với bệnh lý của bạn, nhưng mà nó hiệu quả nó chưa đạt như mong muốn thì có thể bác sĩ phải điều chỉnh, có thể phải thêm bớt hoặc là đổi sang thuốc khác. Người ta nghĩ rằng uống thuốc Tây nhiều thì hại gan, hại thận, rồi nóng người, rồi người ta chuyển sang uống thuốc Đông y. Thì bản thân nếu mà những người mà họ không theo dõi huyết áp thường xuyên ấy, thì đôi khi là bỏ thuốc, huyết áp tăng lên một chút người ta cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Bởi vì rất nhiều trường hợp là tăng huyết áp không có triệu chứng, nhưng mà thực tế là rất nhiều bệnh nhân là huyết áp tăng 180-190 là không triệu chứng gì hết. Rồi nó có tăng âm thầm như thế thôi, rồi một ngày đẹp trời khi nó bị gây ra biến chứng thì mới đến lúc vào bệnh viện rồi bác sĩ khai thác mới biết, à hóa ra bệnh nhân này tăng huyết áp vài năm nay rồi, chục năm nay rồi, xong rồi uống thuốc, xong rồi bỏ thuốc, rồi chả thấy khó chịu gì cả, cứ tiếp tục bỏ thuốc, rồi nghe mọi người uống thuốc nam, thuốc lá, thuốc đông y thôi, nhưng mà thực tế là huyết áp nó vẫn tăng, nó vẫn tiến triển, nó vẫn gây ra các biến chứng mà mình không hề biết. Rồi đến một ngày nó sẽ biểu hiện ra, đến lúc đấy thực ra người ta gọi là cơ thể nó không còn khả năng bù trừ nữa, thật là nó mất bù rồi. Khả năng cơ hội mà mình có thể mình đảo ngược quá trình lại rất là khó. Cho nên chúng ta chỉ còn cách chúng ta phải theo dõi thường xuyên. Có rất nhiều thông tin các bạn thấy được trên mạng, rồi người quen rồi người thân nói rằng ở ngoài cái việc uống thuốc Tây, rất nhiều các bệnh nhân sợ uống thuốc Tây thì lại quay sang uống các thuốc gọi là thuốc lá, thuốc đông y. Tuy nhiên thì Tây y nói riêng thì tất cả đều dựa trên y học, dựa trên bằng chứng. Thì chúng tôi các bác sĩ Tây y thì đa phần đều không khuyến cáo các bệnh nhân chỉ đơn thuần dùng các thuốc nam hoặc thuốc đông y, vì thực tế thì các thuốc đấy không được có các nghiên cứu lâm sàng. Các thuốc đông y đa phần mang tính chất truyền miệng và kinh nghiệm, và thực tế thì cái cơ sở lý luận họ không dựa trên các bằng chứng về lâm sàng. Có một số trường hợp, có một số bệnh nhân sẽ bảo là tôi uống thuốc huyết áp, sau đấy một thời gian tôi bỏ thuốc huyết áp thì huyết áp của tôi cũng chẳng tăng lên. Thì liệu có phải tôi bị tăng huyết áp thực sự hay không? Và liệu là thuốc đấy là huyết áp của tôi giai đoạn đầu nó kiểm soát tốt là do thuốc hay không? Thì đa phần các trường hợp là do tăng huyết áp mãn tính và kéo dài. Tuy nhiên một số trường hợp trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, ví dụ giai đoạn này bạn làm việc căng thẳng quá, nhiều áp lực quá, sếp suốt ngày yêu cầu bạn làm nhiều thứ quá, thì bản thân những yếu tố đấy cộng lại nó sẽ làm cho huyết áp của bạn tăng lên. Ví dụ là về dịch Covid chẳng hạn, bạn lười vận động hơn, bạn ở nhà nhiều hơn mà ít vận động, mà ăn uống nhiều hơn, thì cũng đấy là một yếu tố sẽ làm huyết áp của bạn tăng lên một chút. Sau giai đoạn mà mình dùng thuốc, bạn lại quay lại trở lại cuộc sống bình thường, bạn nghỉ ngơi được nhiều hơn, ít stress hơn, công việc nhẹ nhàng hơn, bạn tăng cường vận động nhiều hơn, thì có thể huyết áp của bạn nó lại giảm xuống, thì lúc đó có thể mình không cần dùng thuốc huyết áp nữa. Thì một số trường hợp nữa là nhất các đối với các bạn nữ giới, các chị em phụ nữ mà giai đoạn tiền mãn kinh thì huyết áp nó rất là phập phù, nhiều trường hợp là thỉnh thoảng bị tăng huyết áp một chút,
vài tháng, một năm sau đấy rồi nó lại ổn định. Thì thường cái giai đoạn đấy nó sẽ mất khoảng tầm 3 đến 5 năm. Sau khi mãn kinh khoảng 2-3 năm rồi nó ổn định hết thì có thể chúng ta sẽ đánh giá lại là bệnh nhân thực sự tiếp tục cần dùng thuốc hay không. Một số trường hợp chúng ta có thể bỏ thuốc được, một số trường hợp thì tăng huyết áp thực sự và chúng ta sẽ tiếp tục dùng thuốc lâu dài. Ngoài cái việc mà không dùng thuốc như mình đã trình bày là các biện pháp không dùng thuốc bao gồm điều chỉnh lối sống, thay đổi chế độ ăn, tăng cường tập luyện, thì dùng thuốc hạ huyết áp, thuốc Tây y hạ huyết áp là biện pháp gần như là duy nhất. Như nhấn mạnh ở trên này, lựa chọn lại là phù hợp nhất với mình, rồi dùng lâu dài và hiệu quả nhất với bản thân mình, thì việc đó sẽ bác sĩ sẽ giúp bạn lựa chọn. Và nhưng vấn đề của bạn là bạn sẽ phải tuân thủ tốt, điều trị và theo dõi tốt, thì huyết áp không còn một cái gì đáng sợ nữa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.